Không, không, bình đợt của ta, bình đợt Titan Animal Man của ta. Luke Skimini Titan khó kiếm, các ngươi đã gây ra chuyện gì cho loài người chúng ta thế này? Không, không, mình không chấp nhận thua bọn chúng. Mình phải báo thù, mình phải giết chết hết Luke Skimini Titan đó, đưa loài người tiến tới là bá chủ thế gian này. Đâu rồi? Ngươi ở đâu rồi? Titan, ngươi đây lo chết tiệt. Ngươi đã giết binh đoàn của ta, hãy mau ra đây đối mặt với ta. Titan tổng thống ta đây sẽ giết chết ngươi. Mẹ kiếp, không lẽ hắn đã đi rồi hay sao? Chết tiệt, chết tiệt. À đúng rồi, lũ Titan thú Animal Man của mình, bọn chúng trong người vẫn còn đầy tỷ. Mình sẽ lấy hết tỷ của bọn chúng, đập tiếp tục vào trong người của mình. Chắc chắn người của mình sẽ được nâng cấp thành một thực thể mới. Đúng rồi, mình thật là thông minh. Chết tiệt, kẻ kia, người dừng lại, người định nuốt xác của lũ Titan thú Animal Man đó à? Yeah, mẹ kiếp, kẻ nào dám phá đám ta? Là tên Skimini Titan người đây luôn. Chết tiệt, có phải ngươi đã giết chết đám Titan thú này của ta không? Đúng vậy, bọn chúng khô kiếm thì phải chết. Còn ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi giống như tên Titan G-Man thế kia? Thì ra là thứ khô kiếm như ngươi đã gây ra mọi chuyện. Titan G-Man là ai chứ? Ta không quan tâm đến hắn. Ta chính là tổng thống của loài ngươi. Ngươi muốn càng quét các ngươi, nên ta đã bảo thuộc hạ của ta chích tỷ đồng loại các ngươi vào người của ta. Ta biến thành thực thể như thế này. Bây giờ ta sẽ chúc cơn thịnh nộ của loài người lên đầu của ngươi. Mẹ kiếp, không lẽ ngươi đã lấy tỷ của Titan G-Man để chích vào người của ngươi hay sao? Hèn chi ngươi lại biến thành một Titan hao hao giống hắn. Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại ta hay sao? Chích đi thứ rác rưởi. Đến lúc rồi, ta sẽ càn quét tất cả loài người của các ngươi, để các ngươi không tồn tại trên đời này nữa. Cấp ba, cấp bao. Thưa tiến sĩ, thưa tiến sĩ. Tổng thống, à không, Titan tổng thống đã bị thứ quái vật đầy loa giết chết rồi. Khốn kiếp, tên tổng thống đó thật không biết nghe lời ta. Bây giờ không ai lãnh đạo đất nước thì sao đây? Tiến sĩ, tiến sĩ, mày có cách gì để cứu con người hay không? Tên quái vật đầy lo khổng lồ đó đi tiến tới thành phố của chúng ta đó. Khốn kiếp thật. À đúng rồi, tí nữa thì ta quên mất một công trình nghiên cứu khác của ta về tia gamma. Thứ tia đó sẽ ban cho người sử dụng nó một sức mạnh phi thường. Nhanh lên nào, theo ta vào phòng thí nghiệm của ta. Cuối cùng cũng đã đến thế giới của lũ nhỏ bé nhưng vô cùng độc ác nhân loại đây. Mình sẽ phá rác cái nơi này để bọn chúng không có nơi trú ngụ. Tên Skimini Titan người đây lo xuất hiện rồi kìa. Mà tấn công hắn, phá hủy hắn đi. Cái gì đây? Lũ nhỏ bé này, các ngươi nghĩ các ngươi dùng những vũ khí bắn ra những viên đạn nhỏ xí có thể làm hại được ta? Vậy để ta cho các ngươi thấy sức mạnh của Ultra Titan Speed Command là như thế nào. Được rồi, nơi đây sẽ trở thành một cái nghĩa địa, tất cả các ngươi sẽ không thể tồn tại được nữa. Không hay rồi, không hay rồi, hắn mạnh quá. Mau chạy đi, mau chạy đi các bà con của bạn. Tiến sĩ ơi, tiến sĩ ơi, ngài đang ở đâu? Mau cứu loài người đi. Nếu không, chúng tôi sẽ bị diệt vong hết mất. Thật sảng khoái, thật sảng khoái. Lũ khốn các ngươi, tạo ra những thứ Titan đầu người, rồi tới Titan thú Animal Man để giết chết con cháu bọn ta. Sao các ngươi không cảm thấy đau khổ cho bọn ta? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi nhận lấy những đau đớn đó. Thì thế nào là bị thấy đồng loại giết chết? Kể cả tên tổng thống của các ngươi đã biến thành Titan cũng bị ta cho tan xác rồi. Bây giờ các ngươi cầu cứu ai được nữa?
Chết đi, chết đi, chết hết đi. Tiến sĩ ơi, tiến sĩ ơi, hắn đang quậy phá thành phố của chúng ta. Bây giờ phải làm sao đây? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta sẽ đặt cược mạng sống và tất cả nhân loại vào trong cái ống tiêm chứa tia gamma này. Nào, mau tiêm cái thứ thuốc đó vào trong người của ta đi. Nhưng mà thưa tiến sĩ, công trình nghiên cứu về thứ thuốc này của ngài chưa thành công mà. Liệu tiêm vào, ngài có bị mất mạng hay không? Sao hôm nay ngươi lắm lời vậy? Mau đi, tiêm vào người của ta, không có thời gian đâu. Ta biết rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Ta đã biến đổi rồi, ta đã biến đổi rồi. Hay lắm, tịch chết tiệt, Skibidi Titan kia. Người hãy đợi đó. Lũ con người khốn kiếp, các người trốn đi đâu hết rồi? Con người bọn ta ở đây. Tịch chết tiệt, Skibidi Titan đầy lo kia. Ta sẽ bẻ gãy đầu của ngươi. Cái gì? Cái gì? Tên nào to gan dám đòi bẻ gãy đầu của ta? Hả? Thứ gì đây? Thứ gì đây? Một tên người khổng lồ màu xanh à? Đúng vậy, ta chính là người khổng lồ xanh. Ta từ một con người đã sử dụng một tia gamma để biến đổi cơ thể mình. Đây là trí tuệ của con người, thành quả nghiên cứu khoa học của nhân loại. Hôm nay ta sẽ sử dụng nó để giết chết thứ khốn kiếp cho ngươi, báo thù cho tổng thống và đội binh của nhân loại chúng ta. Chết tiệt, chết tiệt. Lũ con người các ngươi thật là khốn nạn, thật là xảo quyệt. Đến giờ phút sắp bị tiêu diệt, vậy mà các ngươi lại sáng chế ra một thứ quái quỷ như thế này. Nhưng mà các ngươi cũng đừng khinh thường ta đây, để ta cho các ngươi thấy được sự kinh hoàng của Ultra Titan Speed Command là như thế nào. Ta sẽ chặt ngươi ra thành trăm khúc và hủy diệt thế giới của ngươi. Ngươi nói nhiều rồi đó, hãy đánh bại ta đi. Muốn làm gì thì làm, để ta cho ngươi thấy được con người chúng ta thông minh và mạnh mẽ khủng khiếp như thế nào. Đừng nghĩ các ngươi khổng lồ to lớn thì bọn ta sợ. Hôm nay bọn ta sẽ dùng trí tuệ và khoa học nhân loại của mình để biến bọn ta thành một thực thể mạnh nhất. Rồi ta sẽ tạo ra một đội quân mới, đội quân người khổng lồ xanh, tàn sát tất cả các ngươi. Không hay rồi, không hay rồi. Thứ chết tiệt này của lũ con người thật lợi hại. Mẹ kim, ta sẽ không thua đâu. Ta sẽ chém chết ngươi. Ngươi bị thất thế rồi kìa, hãy đứng dậy mà chém ta đi. Ta sẽ cho ngươi chém. Chết đi, chết đi. Đâu rồi, ngươi ở đâu rồi? Mẹ kim, ngươi làm đồ lúc đầu bỏ chạy rồi hay sao? Hãy mau ra đây, ra đây chiến đấu với ta nữa đi. Thực hồn kim uống cha tái thành Smith Command kia. Mẹ kim, không thể nào, ta không thể đánh thua lũ con người đó được. Ta phải báo thù cho các đồng đội và con cháu của ta. Không. Titan Speed Command, Titan Speed Command. Cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Hãy tỉnh dậy đi, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Titan TV Woman, hãy báo thù cho chúng tôi. Lũ con người, hãy giết chết bọn chúng. Cái gì? Là lũ khốn kiếp đó nữa à? Không, cậu không được chết. Tôi sẽ giúp cậu